Thưa quý vị, những ngày gần đây trên địa bàn của thành phố Điện Biên Phủ cùng với nhiều địa phương thuộc tỉnh Điện Biên đã xuất hiện hàng nghìn con chim di trú. Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên thì hầu hết chim trong số này đều thuộc những loài chim cực kỳ quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Theo đó, trong số hàng nghìn chim di trú có loài chim là giống cò nhạn, còn có tên là cò ốc, có tên trong sách đỏ Việt Nam thuộc bậc R, loại cực kỳ quý hiếm. Cò nhạn là loại chim khá dạng người, lại có bàn chân to, dẫm đạp lên lúa trong quá trình kiếm ăn, nên thường bị xua đuổi, dễ bị săn bắn, gây khó khăn trong công tác bảo vệ. Hiện nay địa bàn có nhiều cò nhạn bay về kiếm ăn nhất là khu vực các cánh đồng, sông suối từ huyện Mường Trà về thành phố Điện Biên Phủ, khu vực cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, các hồ thủy lợi lớn như là Pá Khoang hoặc là các khu rừng trong khu vực Mường Tong, Mường Nghé. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 4-5 đàn cò nhạn lớn với số lượng lên tới hàng ngàn con. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đang tiến hành điều tra khảo sát để bảo vệ loài động vật quý hiếm này.